Xin chào quý vị khán giả của đại lý Thúc Tuy Tuyên Loan cũng như công ty cổ phần Thúc Tuy TNTIZ. Hôm nay rất là vui cho bác sĩ Thúy Vũ Văn Hùng có mặt trên đại lý Thúc Tuy Tuyên Loan. Thì có một câu hỏi rất nhiều bà con chăn nuôi hay hỏi bác sĩ Hùng, và hôm nay cũng nhờ luôn bác sĩ Tuyên Loan trả lời giúp, là trong quá trình úm gà của khu vực trên Phù Linh Phú Thọ này thì chị hay dùng cái sản phẩm gì để chị có thể úm được cái đàn gà cho đẹp? Xin chào bác sĩ Vũ Hùng nhé. Xin chào quý bà con chăn nuôi. Trong thời gian trước đây thì Tuyết Loan hay uống gà với lại cái Flor, Amox, cũng như là cũng có lúc và dùng cái Oxytetra đấy. Vâng. Thế nhưng mà vừa rồi đây là Tuyết Loan có thí nghiệm một số đàn mới úm trong cái thời gian vừa rồi, thì nó cũng là thời tiết nó giao mùa ấy, thì Tuyết Loan cũng có đổi cái kháng sinh để úm cho đàn vật nuôi và vịt cũng như là gà, đặc biệt là gà, tại vì là Tuyết Loan úm gà nhiều hơn là vịt ngan. Thì Tuyết Loan mới đưa cái sản phẩm cái sản tên của nó là EBS đấy, mình người Việt Nam đọc chữ Việt Nam thôi. Thì trong này có thành phần của nó là nó có enzo là 20%, và ở trong cái sản phẩm này không những là nguyên enzo mà nó còn có cả là colistin nữa. Chính vì vậy cho nên là cái vấn đề mà hay gặp ở gà con, mà bà con cứ uống gà khoảng 2-3 hôm ấy thì bắt đầu là nhấc con gà con lên, cái bụng của nó đen xanh và bóp ra thì nó có ra cái nước trắng đấy, phân nó trắng ấy, thì là cái hiện tượng đó thì hầu như là không có nữa. Cái đầu con ấy thì là nó không bị hao hụt nhiều. Đương nhiên là không phải là Tuyết Loan chỉ sử dụng có một sản phẩm này, mà tôi đưa cả hai cái sản phẩm này, và rất là đơn giản, chỉ có trong hai cái sản phẩm này thôi mà đàn gà con phát triển rất là đồng đều đấy. Trong này thì là nó cũng có cả là thuốc bổ này, nó có cả giải độc gan này, và nó có cả axit amin để nó làm cho cái đường ruột của con gà nó ổn định. Nói cái loạn khuẩn đường ruột thì hầu như không có nữa. Đấy, chính vì vậy cho nên là phân gà nó rất là khô. Đấy, thì hôm bà con ấy vào bảo là đi cẩn thận, ông vấp phân gà là ngã sấp mặt đấy. Đấy là do sử dụng hai cái sản phẩm này là phân nó rất là khô, và cái hiện tượng mà bà con bảo nó chết lọt đọt và bốc cái phân trắng ra là không có nữa. Mà cái vấn ngại đấy là chạy là gặp rất là nhiều. Đấy, hay gặp rất là nhiều. Thế và cái bộ sản phẩm này là rất là tuyệt vời khi mà uống gà con. Mà thật ra là nếu như mà 1.000 gà thì chúng ta cũng không thể sử dụng hết như thế này được. Mà cửa hàng tôi là nó có cái sản phẩm là 100ml, đấy, cho nên là rất là dễ sử dụng. Cảm ơn cái câu hỏi rất là hay. Nếu như mà bà con là muốn úm được một đàn gà đẹp thì hãy liên hệ ngay với bác sĩ Thúy Tuyết Loan theo cái số điện thoại mà chị Tuyết Loan đang ghim ở trên màn hình của quý anh chị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong cái video clip tiếp theo. Xin chào cả nhà.